Ngay sau buổi lễ ra mắt, phòng PC07 xây dựng triển khai ngay chương trình giáo án huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện nâng cao kỹ năng, chiến thuật cho cán bộ chiến sĩ thuộc hai tổ tinh nhuệ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn chiến đấu, thiết bị phương tiện được trang bị và tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn thành phố. Những trang thiết bị đặc trùng được lựa chọn, nhập khẩu đảm bảo đầy đủ những yếu tố, tính năng, đa dụng, đáp ứng được những yêu cầu chiến đấu chống giặc lửa. Thiết bị bay không người lái, hệ thống cảm ứng nhiệt, robot chữa cháy hoạt động liên tục trong 4 tiếng đồng hồ. Bộ đồ lặn có bộ đàm, đảm bảo liên lạc ở khu vực dưới nước bán kính 100m. Ngày hôm nay là ngày ra mắt của đội cảnh sát phòng cháy cháy tinh nhuệ. Thì đây là một cái trách nhiệm rất là cao cả và cũng là một cái thử thách của lực lượng chúng tôi. Thì đây là một cái nhiệm vụ của cấp trên giao và chúng tôi cũng cố gắng sẽ hoàn thành để nhằm mục đích là rèn luyện, phục vụ cho cái việc là chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để đạt hiệu quả cao nhất để giúp cho cái việc cứu người, cứu tài sản cho nhân dân một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ của hai tổ đặc biệt tinh nhuệ được trang bị những bộ đồ, thiết bị tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn chiến đấu, thiết bị phương tiện được trang bị và tình hình cháy nổ, sự cố tai nạn trên địa bàn thành phố. Đơn vị là đang được trang cấp hai bộ chữa cháy cơ bản để khi vào đám cháy là ngăn được nhiệt, bức xạ nhiệt thì có Fibro 01 và Fibro 02. Thì hiện tại tôi đang mặc đây là Fibro 02. Thì trong quá trình đi chữa cháy thì để đảm bảo để tiếp cận với đám cháy và dập tắt đám cháy một cách nhanh nhất thì hiện tại đã vào những cái vụ cháy mà khi mặc bộ quần áo Fibro 02 này vào thì tiếp cận đám cháy thì cái bức xạ nhiệt và nhiệt cảm thấy nó cũng giảm được rất nhiều, và trong quá trình di chuyển thì hiện tại được trang bị thêm các cái đèn để chiếu sáng, thì trong quá trình di chuyển thì chúng ta có thể là tiếp cận và nhìn rõ cái vị trí mà cần tìm kiếm và dập tắt đám cháy. Thì cái đèn này thì đặc biệt nữa là trang bị là có cái chế độ là khi trong quá trình mà dừng hoạt động thì tự nhiên sẽ không hoạt động nữa thì sẽ báo hiệu kêu để báo cho đồng chí đồng đội biết là đồng chí đang có gặp vấn đề. Đây là những cái thiết bị cũng vừa mới được trang cấp và chúng tôi đã được tập luyện một thời gian ngắn trước đây. Thì tôi thấy là nó khắc phục được một số các cái vấn đề. Thứ nhất là trong quá trình mà thao tác ở dưới nước thì cái việc thông tin liên lạc thì gần như là không thể. Nếu như mà ngày trước thì chúng tôi thường là sử dụng dây để làm tín hiệu, nhưng mà bây giờ có bộ đàm thông tin, có dây tín hiệu để kết nối xuống dưới nước thì người trên bờ và người dưới nước đều có thể là liên lạc với nhau để giúp cho cái việc định hướng và cái các cái thay đổi phương pháp tìm kiếm trong cái quá trình hoạt động thì nó sẽ thuận tiện và nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong công tác. Lãnh đạo công an thành phố xác định hai tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ được xác định là lực lượng chiến đấu mũi nhọn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo công an thành phố đã lựa chọn những cán bộ chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, trình độ và có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc, được trang cấp các thiết bị hiện đại, cơ động, khả năng tác chiến cao để có thể đủ điều kiện giải quyết các vụ việc cháy nổ, sự cố, tai nạn có tính chất phức tạp.